Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Mã Lịch Sử Chưa Viết. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi được sự yêu cầu của một vài người bạn trên cộng đồng mạng hỏi thăm chúng tôi hiểu biết về sách giáo khoa ở bên Mỹ như thế nào. Thì chúng tôi xin mời anh Nguyễn Mạnh Quang, là người đã có 23 năm kinh nghiệm dạy học ở các trường trung học phổ thông cấp 3 ở tiểu bang Washington. Thì cái giới hạn của chúng tôi là chỉ biết trong cái tiểu bang Washington, mà cái quý vị biết là cái nước Việt Nam mình thì cái diện tích thì cũng cỡ đó thôi, cũng cỡ một tiểu bang thôi. Thì do đó là chúng tôi cũng nghĩ rằng tất cả những cái kiến thức hay là những cái hoạt động của cùng một cái tiểu bang thì nó mới có thể mới so sánh tương đương với cái nước Việt Nam của mình. Và chúng tôi không có biết ở tiểu bang khác như thế nào, mà 23 năm dạy thì chúng tôi nghĩ rằng anh Quang có thể đóng góp cho quý vị cái kiến thức về cái mặt đó. Xin mời anh Quang chào quý vị khán thính giả của kênh Mạng Lịch Sử Chưa Viết. Xin thân chào quý vị khán thính giả, hôm nay lại gặp lại quý vị để chúng tôi trình bày với quý vị khán thính giả về vấn đề sách giáo khoa lịch sử ở Hoa Kỳ. Thưa anh, khi mà anh đi dạy đó thì anh dạy những môn gì và anh dạy những trường nào? Thưa quý vị, khi mà tôi chính thức vào dạy thì tôi được gọi là giáo viên dạy môn sử địa, và tiếng Anh thì nó gọi là social studies. Phụ trách của chúng tôi là có môn 5 môn, tức là lịch sử Hoa Kỳ là một. Thì học sinh Hoa Kỳ đó trong cấp 2 và cấp 3 nó đòi hỏi phải có 5 khóa, tức nó gọi là 5 tín chỉ. Thì hai cái tín chỉ đó là lịch sử Hoa Kỳ, một tín chỉ là lịch sử tiểu bang, một tín chỉ là civic. Civic ở bên này á, tức là xem tín chỉ xem như một giờ đi, mình cứ nói một giờ thì 2 giờ là sử Hoa Kỳ, 1 giờ là sử tiểu bang, 1 giờ là civic và 1 giờ là sử thế giới. Tức là trong 5 giờ một tuần, mỗi tuần đó là mỗi tuần nào cũng học trò cũng phải có mặt 5 giờ, 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ ở tại trường. Thế thì cái giờ nghỉ nó là bao nhiêu phút? Giờ nghỉ có 5 phút à? Tức là nhưng để chuyển lớp. Để chuyển lớp đó. Nhưng mà giáo viên đó thì có mặt 6 giờ ở tại trường, và có mặt trước trường nửa tiếng, và sau khi tan trường quay ở lại nửa tiếng nữa là 7 giờ. Ít nhất là 7 tiếng. Và 7 tiếng thì ở lại trường, tức là trước nửa tiếng và sau nửa tiếng. 5 giờ dạy và 1 giờ nó gọi là planning để soạn bài. Tức là có mặt 7 giờ tất cả. Thế thì cái giờ trưa đó thì anh phải cố gắng làm thế nào để ăn nó không mất cái giờ dạy. Tức là thôi thì tôi chọn cái giờ planning vào cái giờ ăn trưa. Thế thì bây giờ thí dụ như lấy một cái môn, anh nói anh có dạy như vậy là tất cả cái môn social study đó là gồm có lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử tiểu bang, civic, lịch sử thế giới. Civic, lịch sử thế giới thì trong 4 môn đó là 3 môn là thuộc về lịch sử rồi. Nhưng mà một môn công dân. Nói là công dân nhưng mà nó là lịch sử, là vì nó không dạy về đạo đức như bên này, mà nó dạy về các hệ thống tổ chức chính quyền, có đủ các thứ loại, chế độ độc tài, chế độ độc tài toàn trị, chế độ độc tài tôn giáo, rồi chế độ quân chủ phong kiến trung ương tập quyền, rồi chế độ dân chủ rồi nó có loại chế độ dân chủ theo chế độ tổng thống như Hoa Kỳ, hay là chế độ dân chủ đại nghị như là bên Anh Quốc. Thế thì xin hỏi anh này chứ, bây giờ nói về sách giáo khoa thì gồm có sách cua, sách tham khảo, sách bắt buộc, sách chọn lựa gì, xin anh nói về các loại sách giáo khoa mà anh có thể sử dụng và học trò có thể sử dụng trong thời gian đi học. Thưa quý vị, tất cả các sách giáo khoa đó thì nhà trường không có quyền chọn, mà do cái nhà học chính chọn, mà nhà học chính thì cũng có thể là do tiểu bang nó chọn. Tức là nhà trường nó mua cho nhà trường mua về lãnh để ở kho. Thí dụ như là tôi dạy về sử thì nó có 2 loại sử,
Hoa Kỳ, một loại nó soạn cho cái dành học sinh cấp 2. Thí dụ như là cấp 2 là cái cuốn này. Thí dụ như cái cuốn này nè. Cuốn này là cấp 2, cái này cấp 3. Cái cuốn nào cấp 3 đó anh? Đấy, cuốn cấp 3 cái này. Dễ lên. Thì có thể là các tác giả khác nhau, tên khác nhau nhưng mà nội dung giống nhau. Không, nhưng mà trong một năm anh dạy đó, tức là anh có nhiều năm dạy sử Hoa Kỳ thì chia làm hai khóa. Tức nghe hả? Thế thì hai khóa, thế rồi dạy civic thì nó có một cuốn. Anh đưa ra, anh cầm lên cái cuốn mà cuốn này là cho đệ nhất cấp này. Cuốn đây là cấp 2 này. Cuốn này thí dụ như là cuốn này là cấp 3. Chúng tôi mới vừa đặt mua. Cái này là cháu tôi bây giờ nó đang học. Cháu nội tôi nó đang học. Nhưng mà thực ra đó là cái sách này là nhà trường mua, nhưng mà cái phần học sinh đó thì bây giờ nó có cái công nghệ internet mới đó, thì cháu của chúng tôi là nó học online. Thời tôi dạy không có chuyện online. Chứ nó không phải mua sách. Nó cũng lấy cái sách của nhà trường về. Nó đem về nhà. Không, cái thằng cháu của mình á là nó không có đem sách về nhà mà nó chỉ tham khảo online thôi. Online cũng có sách giống nhau rồi. Mà nó không có phải mua, không phải mua. Học sinh phải mua gì hết. Cái tiền chi phí á thì nếu tôi không nhầm á thì liên bang chi cho tiểu bang mỗi một học sinh á, thời tôi dạy đó của một trường đó được lĩnh 5.000 đồng tiền của liên bang dành cho một học sinh. Thì nhân cái số mà cái district á, cái nhà của tôi có bao nhiêu học sinh thì được lĩnh cái con số học sinh đó nhân với 5.000, thì cái tiền đó là nó chi cho trả viên giáo chức rồi sách giáo khoa có nhiều thứ, rồi nó lại còn có tiền thuế tiểu bang chi cho nó nữa. Thành ra district nó có 2-3 loại trường tiền, một loại tiền của liên bang, một loại tiền của tiểu bang. Tức là nói cái thời của anh đó là mấy chục năm về trước. Tôi về hưu năm 1998. Đấy, cách đây cũng là hai mấy năm rồi. Vâng. Thì tức là bây giờ thì tôi không biết nhiều. Vâng. Bây giờ trở lại là anh nói là có, thí dụ như trong cái môn anh dạy nó có nhiều hạng sách khó sách dễ như thế này, anh giới thiệu. Đây, thí dụ như sách dễ thì các sách civic thì nó giống nhau, chứ không có sách do cái gì hết. Bởi vì cuốn sách đó nó đơn giản hơn. Vâng. Nhưng mà sách lịch sử Hoa Kỳ nó phức tạp, nó nhiều lắm. Do đó nó chia làm hai loại. Thì cái loại này á thì nó viết nhiều về những cái chi tiết mà mỗi một chính quyền có phải điều hay là đối phó với cái gì đó. Thí dụ đối với vấn đề kiện tụng gì cả nó cũng ghi vào trong này. Đối với vấn đề biên giới loạn liên giới hay là thời kỳ mà có chiến tranh Việt Nam đệ nhất cấp đó, thì bên đây nó gọi là middle school đó. Thì cái cuốn này là cuốn tương đối dễ, mà tôi chọn cuốn này dạy cho học sinh Việt Nam. Và tôi cũng đã dịch sang tiếng Việt cuốn đĩa sang cuốn này. Đây này, một cuốn này tôi dịch ra làm thành hai cuốn đấy chứ không phải, bởi vì dịch sang tiếng Việt là đánh máy nó nhiều lắm. Đây là cái bản dịch của tôi nè. Đấy, bản dịch. Đây cũng là bản dịch, đây là tập 1, tập 2 của tôi đấy. Thì cái cuốn này là tôi chọn cho học sinh Việt Nam. Học sinh Việt Nam thì đa số chúng nó học cuốn này, nhưng mà cái nội dung thì nó có hết, đại khái nó có giống nhau hết, nhưng mà nó cái thơm mà cái cách viết của nó, cái câu văn nó dễ dàng hơn. Mà mỗi bài học nó trong cái cuốn này á, đây này quý vị sẽ thấy là nó ra những cái câu hỏi vắn tắt và nó đặt cho học sinh phải đọc để nhìn nhận ra những cái sự kiện chính ở trong cái bài học trong đó, rồi nó đặt ra những câu hỏi để học sinh trả lời đó, về nhà trả lời. Xong rồi bữa đến học với giáo sư thì giáo sư bên đây nó giảng dạy theo cái lối đối thoại, thì học sinh nó mở ra nó tìm những cái bài nào mà nó thắc mắc, những câu nào mà nó không làm được á, thì nó hỏi tôi. Thì tức là cái thời của anh á là học sinh được đem sách về, đem sách về, tức là mỗi thí dụ như bây giờ sách trong học sinh của anh 20 đứa nó được lên, nó mỗi đứa một cuốn đem về, nó có nhiều như vậy, có đủ đấy. Vâng. Nhưng mà cuối tháng cái ngày chốt nó phải trả lại nhà trường. Vâng. Để cho cái lớp khác nó tiếp tục nó có. Nếu nó nếu mà nó làm hư là mất thì nó phải đền, nó phải trả tiền bồi thường cho nhà thư viện. Học sinh phải chịu, phụ huynh học sinh phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Vâng. Thành ra tôi cũng có, nhưng mà tôi có nhiều sách hơn. Đây này, cuốn sách này là của tôi để ở bàn. Đấy, rồi cuốn sách cho ấy tôi cũng có, tôi cũng phải để ở bàn, rồi tôi tham khảo tất cả những cái cuốn sách khó hơn. Bây giờ anh nói về những sách
khó, bây giờ có quyển sách dễ thì và những cuốn sách tham khảo, thì tham khảo đó là để dành giáo sư tham khảo hay là cho học sinh tham khảo? Thí dụ như giáo học sinh thì đó không có thời giờ tham khảo, nó chỉ thắc mắc, mà thắc mắc ở trong này nó không có đủ thì tôi phải dùng cái sách tham khảo để tôi trả lời nó. Cái sách tham khảo đó là ai mua, ai chọn? Cũng là như thư viện qua hết, thư viện qua hết. Thư viện có nghĩa thư viện trường. Thư viện trường đó, thư viện ở đây nó đầy đủ lắm. Có nghĩa là nha đã mua để vào ở trong thư viện. Thường nó có tiền chi phí cho cái thư viện của trường. Tức là sở học chánh nó đã mua sẵn. Nó dành lại sẵn, nó có khoản tiền. Mỗi năm nhà trường có quyền mua thêm bao nhiêu sách. Mà bây giờ thí dụ bây giờ anh nói anh có dạy ba trường Stadium là Lincoln nè và Wilson đó, thì trong cái thời gian ba cái trường đó anh có dạy cùng một môn sử với nhau hay không? Thì cái môn sử nó giống nhau. Và anh đi các trường đó cũng thì, thế. Thì những cái sách mà trong thư viện của họ có giống nhau hay không? Giống nhau hết. Vì nó cùng một district. District tức là nhà học chánh. Nó chi phối hết tất cả. Và bây giờ cả những sách tham khảo bây giờ tham khảo đây. Ở đây em thấy anh cầm nó, những nó có giống hết, cầm giống lên, nhau hết. Cầm lên. Ở trong thư viện của high school đó, trường nào nó cũng có đầy đủ hết. Nó có cả các sách gọi là encyclopedia, ta gọi là bách khoa từ điển đó, thì nó có nhiều bộ bách khoa từ điển đó, về cái chi tiết thì vấn đề gì để xuống đó thì giáo sư có thể đến tham khảo, mà học sinh cũng có thể đến tham khảo. Cái vấn đề này, Anh ngữ là nó đâu bằng sách Anh ngữ cả, thì dĩ nhiên là giáo viên thì phải rành cái những cái từ ngữ ở trong đó để mà đọc, còn học sinh thì nó cũng dư thừa rồi. Vậy là sách tham khảo thì nó dồi dào hơn. Dồi dào hơn, nó có nhiều chi tiết hơn. Nhưng mà mỗi trường chắc cũng có giống nhau không? Giống nhau hết, bởi vì cái tiền của district á, của nhà học tranh chi cho các trường được mua bao nhiêu sách thì nó có lấy tiền giống nhau à. Vâng. Nó tùy theo cái số học sinh của mỗi trường thì nó được nhiều ấy. Vâng. Thế thì học sinh khỏi mua. Không, học sinh không hề phải mua cái gì hết. Vâng. Cả nên sách đọc thêm cũng không có mua. Vâng. Nhưng mà cái đây này là mấy chục năm về trước, nhưng mà tôi được phỏng vấn cái thằng cháu ruột đó, nó đang đi học ở bậc trung học đó, thì nó nói là nó có cái key vào trên cái internet của trường cho, mà không phải là người ngoài access được, không có người ngoài vào được, mà chỉ có học sinh của cái trường đó được. Thì nó vào trong cái online đó, nó load xuống bài vở, câu hỏi, trả lời gì, nó làm online hết. Nó không cần phải mua sách để về nhà nữa. Mà hỏi tôi hỏi sách nào thì nó cũng rất là khó khăn, là vì trong trường người ta để sẵn ở trong cái online đó, là cái công nghệ mới bây giờ đó. Cái thời tôi học thì chưa có online, nhưng mà sách này quý vị đây, tôi mở cho quý vị đây. Mỗi một bài học nó có đều những cái câu tóm lược và câu hỏi và câu trả lời ở trong này. Đây này quý vị này, đây này, thí dụ như A, đây là A này, thì nhìn nhận những cái ý chính trong bài. Đấy, cái phần dưới B này đó, thì nó gọi là chọn những cái chi tiết quan trọng. Cái câu chữ ba là tiếng Anh nó là như vậy. Thì dưới này nó bảo là học sinh về chọn đó, những cái bài làm này của nó. Thế là sang bên này đó, là nó có những cái câu hỏi, nó có bốn loại câu hỏi. Thứ nhất đó, nó gọi là, ta gọi là, tôi không biết tiếng Việt dịch là sao, multiple choice đấy, thì là chọn lựa đấy, nó chưa đưa ra một cái lời tuyên bố, rồi tuyên bố đó giống như là một cái câu nó bỏ lửng, thì mình phải chọn một trong bốn cái câu trả lời bên dưới là ABCD. Đó gọi là câu hỏi ABCD. Đó là một loại. Loại thứ hai á, nó gọi là đúng hay sai. Đúng hay sai thì nó đề chữ T với chữ F và true, tức là F và false, thì nó đã đưa ra một cái lời tuyên bố có thể đúng, có thể sai, nhưng mà học sinh phải trả lời đúng hay sai. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba nó gọi là bổ túc, completion, thì nó hỏi đưa ra một câu xong nó bỏ trống một chỗ, điền vào chỗ trống. Mình điền vào chỗ trống, thí dụ như vua Gia Long lên ngôi năm thì mình điền vào năm 1802. Ông Quang Trung đánh bại quân thì mình lấy Quân Thanh, hay là vua Quang Trung đánh bại Quân Thanh vào năm thì mình điền vào năm 1789. Thế cái phần thứ tư nó gọi là SC, tức là nó cho một cái câu mà viết một cái về, thí dụ là nói về vua Quang Trung thì anh viết ít nhất là 10 dòng về vua Quang Trung, luận văn. Cảm ơn anh đã khái quát về sách giáo khoa ở các trường trung học ở Mỹ, mà cái chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm 30 năm về trước và cái sơ sơ về tình trạng hiện nay.
Còn thì cái vấn đề Việt Nam tôi nghe nói là như thế này, là ở Việt Nam cứ ra sách và bán cho học sinh, bắt học sinh mua. Thì vấn đề đó là vấn đề làm cho phụ huynh than phiền là họ không có đủ tiền. Thứ là cái vấn đó là về vật chất, nhưng mà về tôi nghĩ là về hiệu quả đó, thì nếu mà mỗi năm mà quý vị thay sách giáo khoa đó thì cái hiệu quả không có tốt, nó gây hại. Là thứ nhất là làm cho chính giáo viên cũng không theo kịp được cái nội dung của sách giáo khoa, cho nên là họ không nắm vững, mà khi mà giáo viên không nắm vững thì làm sao truyền đạt lại cho học sinh. Đó là cái vấn đề tôi cốt yếu nhất, là vấn đề sách giáo khoa mà thay đổi liên tục như vậy là vấn đề hiệu, thứ nhất là cái hiệu quả không có, là vì giáo viên giống như là học trò không được có giáo viên cũng giống như học trò, cũng mới toanh như nhau. Như vậy là giáo viên không có một cái khả năng gì hơn học trò cả, do đó là cái hiệu quả không có. Thứ hai nữa là cái hiệu quả của cái cuốn sách mà năm ngoái và vừa rồi mà chưa có được đánh giá, thì năm nay đã đổi rồi, thì không có ai đánh giá cái hiệu quả của quyển nào cả, của cái bộ sách nào cả. Thành ra cứ tung ra thị trường, cứ hốt lời, một số người được lời rất là nhiều, trong lúc đó thì không có hiệu quả cho ai, và không ai đánh giá được cái vấn đề mà việc làm á, có giá trị hay không á, là phải có cái sự đánh giá. Không có sự đánh giá là cái sự thất bại nó nằm ở ngay chỗ đó. Thưa quý vị, đó là cái nhận xét của chúng tôi lên án cái chuyện mà sách giáo khoa mà thay đổi xoèn xoẹt, là cái chuyện không hiệu quả, và cái chuyện đó là hại, là giết hại cái nền giáo dục ngay tại chỗ. Và cái yếu tố thứ hai là quý vị bắt kẹt con dân chúng phải là bỏ tiền ra mua, mà mua một cái sự không hiệu quả như vậy là quý vị, và chúng tôi thấy chúng tôi chỉ than ôi và lắc đầu. Thứ ba nữa là tôi có nghe nói là quý vị bắt chước đi ra nước này nước nọ, bắt chước tôi không biết bắt chước ai, mà tôi nghi là bắt chước, gọi là bắt chước Mỹ. Quý vị nói là tư nhân hóa, cái chữ tư nhân này có vẻ tư nhân rồi xã hội hóa gì đó, nhưng mà quý vị nghe anh Quang trình bày nãy giờ đó, thì quý vị thấy là ở Mỹ này á, mang tiếng là tư nhân gì đó, nhưng mà tư nhân ở cái hàng nào đó, ở hàng tốt ở trên liên bang nào không biết, nhưng mà tới xuống cái tiểu bang, tới xuống như sở học chánh rồi là đồng đều, tức là người ta đã chọn lựa sẵn, chọn lọc tất cả những cái gì nó tốt đẹp sẵn rồi, thì các trường phát cho học sinh, các trường học giống nhau đó. Do đó là quý vị đừng có nó bắt chước cái đuôi mà không bắt chước cái đầu. Nước mình chỉ có một nước, tức là so với người ta chỉ bằng có một tiểu bang thôi. Quý vị bắt chước cái tầng nào ở liên bang mà bắt chước cũng không đúng nữa, mà quý vị cho rằng tư nhân quá. Ai mà có chủ trương đó, tức là một là không biết, hai là cố tình phá hoại cái nền giáo dục của mình. Và xin mời anh Quang nhận xét tại sao mình không nên bắt chước Mỹ.